Sao không bắt trên? Thêm tí drama cho có mùi vị. Làm vậy ai coi? Chừng nào mới nổi tiếng? Không biết lúc mới sanh mình có bị đẻ ngược không nữa, mà lại như vậy á, cứ sống ngược dòng đời. Khi làm điều gì mình đều đặt ra hai câu hỏi: làm cho ai, có lợi hay phương hại ai không? Tất nhiên đầu tiên là làm cho mình rồi. Nhưng nếu làm lợi mình mà hại người là mình không làm rồi đó. Những cái tiêu cực thì cũng không làm luôn. Mình không muốn chạy theo ai đó để có thể đạt được cái gì đó. Nếu muốn thì bắt chước chắc cũng có thể làm được. Tuy nhiên, mình chỉ có thể làm những gì đem lại cảm giác an yên, dễ chịu nhất cho mình thôi. Vòng vo cho lắm cũng quay lại vì mình. Đồ xấu xa, đồ ích kỷ. Cuộc đời này mình đã nhận quá nhiều từ thiên nhiên, từ cha trời mẹ đất. Và giờ là lúc mình nên cho đi. Ngược nổi, mình chẳng có gì để cho ngoài nguồn năng lượng tích cực, thiện lành, an yên nhất mà mình đang có. Mặc dù lắm lúc cũng bất an, bất yên lắm, nhưng không sao. Có bao nhiêu thì xài bấy nhiêu, có bao nhiêu thì cho bấy nhiêu. Thông cảm nha.